Xin chào và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Diễn đàn Trader Việt, nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading cho cộng đồng trader Việt Nam. Và mình là Lê Hợi Trương, editor của Trader Việt. Như anh em đã biết thì hành động giá là một trong những phong cách giao dịch phổ biến nhất trong giới trader. Một trader biết cách sử dụng hành động giá thường cải thiện đáng kể cả cách nhìn biểu đồ lẫn hiệu suất giao dịch của mình. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều hiểu lầm và sự thật nửa vời đang lưu hành khiến các anh em bối rối và gặp phải thất bại. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 8 bí mật hành động giá quan trọng nhất và mình cũng sẽ chia sẻ cho mọi người các mẹo giao dịch theo Pre-Action hay nhất. Và bây giờ, chúng ta cũng bắt đầu ngay thôi. Bí mật đầu tiên đó là hấp thụ lệnh, hỗ trợ và kháng cự. Hỗ trợ và kháng cự chỉ ra các mức giá quan trọng bởi vì đó là nơi được rất nhiều người chơi trên thị trường sử dụng cho các quyết định giao dịch của họ. Nếu một xu hướng tăng liên tục bị ép và quay đầu tại cùng một ngưỡng kháng cự, điều này có nghĩa là tỷ lệ giữa phe mua và phe bán đột ngột nghiêng về một bên. Không chỉ tất cả các người mua rút ra khỏi thị trường cùng một lúc, mà người bán ngay lập tức chi phối hoạt động thị trường khi họ khởi đầu xu hướng giảm mới. Đương nhiên, hỗ trợ và kháng cự không phải lúc nào cũng ngăn giá tiếp tục xu hướng. Các cú phá vỡ hay còn gọi là breakout cũng có thể cung cấp các tín hiệu giao dịch xác suất cao. Phân tích kỹ thuật thông thường cho rằng, giá càng thường xuyên chạm vào một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự nhất định thì nó sẽ càng trở nên mạnh hơn. Tuy nhiên, mình không hoàn toàn đồng ý với điều này. Mỗi khi giá chạm ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự, sự cân bằng giữa phe mua và phe bán sẽ thay đổi. Bất cứ khi nào giá chạm đến ngưỡng kháng cự trong một xu hướng tăng, sẽ có nhiều người bán tham gia thị trường hơn và thực hiện các giao dịch bán của họ. Nếu giá chạm đến ngưỡng kháng cự tương tự một lần nữa, sẽ có ít người bán hơn chờ đợi ở đó. Hiện tượng này còn được gọi là hấp thụ lệnh hay order absorption. Mức kháng cự dần dần suy yếu cho đến khi phe mua không còn gặp phải ngưỡng kháng cự nữa và giá có thể phá vỡ đi lên, tiếp tục xu hướng tăng. Chúng ta có thể quan sát hiện tượng này khi sự từ chối từ một mức kháng cự ngày càng trở nên yếu hơn và giá có thể quay trở lại ngưỡng kháng cự nhanh hơn trong mỗi lần chạm. Các mô hình như tam giác hoặc cốc và tay cầm cũng dựa trên khái niệm hấp thụ lệnh này. Như các bạn có thể quan sát trên màn hình, giá bạc quay trở lại về cùng một mức kháng cự sớm hơn. Như các mũi tên cho thấy, điều này hàm ý rằng ít người bán quan tâm đến việc bán ở mức kháng cự hơn ở mỗi lần chạm. Trong trường hợp này, ngưỡng kháng cự ngày càng trở nên yếu hơn. Hơn nữa, ngay trước khi có cú breakout xảy ra, xu hướng đang tăng tốc đi lên. Như mũi tên đất đang cho thấy, cuối cùng giá đã phá vỡ ngưỡng kháng cự và xu hướng tăng được kéo rộng khi phe bán không còn nhiều hứng thú nữa. Chúng ta sẽ cùng nói về bí mật số 2, đó là các giai đoạn của biểu đồ. Tại bất kỳ thời điểm nào, giá có thể tăng, giảm hoặc đi ngang. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng chúng ta đã thấy trong quá trình phân tích hình nến, chúng ta có thể nhanh chóng có được cái nhìn toàn diện khi chia nhỏ các dữ kiện phức tạp thành các phần đơn lẻ của nó. Như biểu đồ mình đang chiếu đây, các bạn có thể quan sát thấy gồm 5 giai đoạn như sau. Đầu tiên là giai đoạn trend, xu hướng. Nếu giá tăng trong một khoảng thời gian thì nó được gọi là một cú rally, bật tăng, hay là bull market, thị trường tăng giá, hoặc chỉ là upward trend, xu hướng tăng. Nếu giá giảm liên tục, nó được gọi là một cú sell-off, hay còn gọi là bán tháo, hoặc bear market, thị trường giảm giá, hoặc downward trend, xu hướng giảm. Các xu hướng khác nhau có thể có các mức độ khác nhau. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các khía cạnh riêng của phân tích xu hướng nhé. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn điều chỉnh, correction. Điều chỉnh là những chuyển động giá ngắn so với xu hướng chủ đạo. Ví dụ, trong một xu hướng tăng, điều chỉnh chính là các giai đoạn ngắn hạn, trong đó giá sẽ giảm.
Như chúng ta sẽ thấy, giá không phải lúc nào cũng di chuyển trên một đường thẳng, theo một hướng trong cái giai đoạn xu hướng, mà liên tục di chuyển lên xuống trong cái con sóng giá. Tiếp theo là giai đoạn tích lũy hay còn gọi là hợp nhất, consolidation. Tích lũy là giai đoạn giá đi ngang, sideways. Trong giai đoạn này, giá sẽ đi ngang trong một hành lang giá đã được xác định rõ ràng và không có xung lực nào để bắt đầu một xu hướng mới. Tiếp nữa là giai đoạn breakout, phá vỡ. Giả sử, phe mua và phe bán ở trong trạng thái cân bằng trong một giai đoạn đi ngang, nếu tỷ lệ sức mạnh giữa hai phe thay đổi trong quá trình tích lũy và một bên của những người chơi trên thị trường giành được quyền kiểm soát, thì một cú phá vỡ sẽ xảy ra từ một pha sideways như vậy. Sau đó, giá sẽ bắt đầu một xu hướng mới. Vì thế, breakout là mối liên hệ giữa sự hợp nhất và các xu hướng mới. Và giai đoạn cuối cùng là trend reversal, hay còn gọi là đảo chiều xu hướng. Nếu một sự điều chỉnh tiếp tục trong một thời gian dài, và nếu cường độ của nó tăng lên, thì một cú điều chỉnh giá có thể dẫn đến đảo chiều xu hướng hoàn toàn và bắt đầu một xu hướng mới. Vì thế, giống như các cú breakout, thì các kịch bản đảo chiều xu hướng sẽ báo hiệu sự chuyển đổi giai đoạn thị trường này sang giai đoạn thị trường tiếp theo. Có thể nói, các giai đoạn biểu đồ có thể được quan sát trên toàn thế giới vì chúng đại diện cho cuộc chiến giữa phe mua và phe bán. Khái niệm này mô tả cơ chế gây ra mọi biến động giá. Giai đoạn xu hướng sẽ đẩy giá lên, cho thấy phe mua đang chiếm hữu thị trường. Giai đoạn tích lũy thì đánh dấu sự dừng lại của xu hướng tạm thời. Tuy nhiên, một xu hướng sẽ được tiếp tục cho đến khi giá không đạt được mức cao mới trong xu hướng tăng. Giai đoạn điều chỉnh thì cho thấy sự gia tăng ngắn hạn của phe đối lập. Nếu giá bị chặn lại thì xu hướng sẽ tiếp tục quay lại chuyển động ban đầu của nó. Mặt khác, các giai đoạn điều chỉnh dài cuối cùng sẽ phát triển thành xu hướng mới khi tỷ lệ sức mạnh thay đổi hoàn toàn. Mặc dù trình tự và độ mạnh của các giai đoạn biểu đồ riêng lẻ có thể rất khác nhau, nhưng bất kỳ biểu đồ nào cũng chỉ chứa các giai đoạn này mà thôi. Nếu chúng ta hiểu chúng một cách toàn diện thì việc phân tích giá sẽ trở nên tương đối đơn giản. Bí mật số 3 sẽ liên quan đến độ dài và độ dốc của con sóng. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết hơn. Sau khi thấy rằng bất kỳ biểu đồ nào cũng chỉ có thể được tạo thành từ các giai đoạn trên, mình điểm lại nhé. Giai đoạn xu hướng, giai đoạn điều chỉnh, giai đoạn tích lũy, giai đoạn phá vỡ và giai đoạn đảo chiều xu hướng. Thì chúng ta sẽ khám phá 4 yếu tố khác nhau của phân tích sóng. Đầu tiên là độ dài của các sóng xu hướng riêng lẻ. Đây là yếu tố quan trọng nhất để đánh giá sức mạnh của chuyển động giá. Trong một xu hướng tăng, các sóng xu hướng tăng dài không bị ngắt quãng bởi các sóng điều chỉnh cho thấy phe mua đang chiếm đa số. Ngược lại, các sóng xu hướng nhỏ hơn hoặc chậm hơn cho thấy xu hướng không mạnh hoặc đang dần mất đà. Như hình đang chiếu trên đây chính là các giai đoạn xu hướng được mô tả rõ ràng bởi các sóng giá dài góp vào xu hướng cơ bản. Ngoài ra, tỷ lệ giá tăng trong một xu hướng cũng rất quan trọng. Nhìn chung, các xu hướng vừa phải có tuổi thọ dài hơn và giá tăng đột ngột thường cho thấy một xu hướng kém bền vững hơn. Chúng ta có thể quan sát hiện tượng này trong cái gọi là bong bóng giá. Trong đó, giá giảm trở lại nhanh chóng sau một cú tăng bùng nổ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nói về sự phát triển, về độ dốc của các xu hướng và sóng giá so với bối cảnh biểu đồ tổng thể. Sóng giá tăng mạnh hoặc suy yếu có thể cho thấy rằng một xu hướng đang tăng nhanh hoặc đang dần đi đến bế tắc. Vậy từ đây, chúng ta có thể thấy mối tương quan thú vị từ độ dốc và độ dài của sóng như sau. Một xu hướng là nguyên vẹn nếu chúng ta tìm thấy các sóng xu hướng dài hoặc sóng dài hơn với một góc vừa phải và tăng dần. Mặt khác, một xu hướng với các sóng xu hướng ngày càng ngắn hơn và đồng thời mất đi độ dốc của nó cho thấy một sự kết thúc có thể xảy ra. Như các bạn có thể thấy trên đây là một tình huống trong đó độ dài và độ dốc thay đổi trong xu hướng tăng. Ngay sau đó là một cú đảo chiều hoàn toàn. Ngay cả khi bạn nhận tín hiệu hành động giá tốt nhất, bạn vẫn có thể tăng tỷ lệ cược của mình lên rất nhiều bằng cách chỉ thực hiện các giao dịch ở các mức giá quan trọng và có ý nghĩa. Hầu hết các trader nghiệp dư đều mắc sai lầm khi nhận cái tín hiệu hành động giá bất kể chúng xảy ra ở đâu, sau đó tự hỏi tại sao win rate của họ lại thấp đến như vậy. Một tín hiệu tốt tại một khu vực kháng cự hoặc hỗ trợ hoặc cung cầu rất quan trọng thường có thể báo trước một giao dịch tuyệt vời. Để tăng khả năng có cơ hội giao dịch thành công, đừng tham gia giao dịch một cách mù quáng trong các vùng hỗ trợ và kháng cự như vậy. Bạn nên chờ thêm các yếu tố hợp lưu, ví dụ như mô hình nến, vai đầu vai hoặc mô hình hai đỉnh xuất hiện ở mức kháng cự hoặc hỗ trợ. Như vậy thì xác suất thắng là rất cao. Ảnh chụp màn hình này cho thấy mô hình vai đầu vai bên trái đã xảy ra như thế nào ngay tại mức kháng cự dài hạn ở bên phải.
Các bạn hãy để ý vào điểm thứ tư, đánh dấu nếu hình thành đầu và vai. Việc phóng to và thu nhỏ biểu đồ thường sẽ giúp bạn nhìn thấy bức tranh lớn hơn và cho phép bạn thu thập các manh mối quan trọng. Khi chúng ta thu nhỏ biểu đồ lại, chúng ta có thể thấy rằng mô hình vai đầu vai hình thành trực tiếp ở phần dưới của mức kháng cự mạnh, tạo ra sự hợp lưu bổ sung cho giao dịch của chúng ta. Bí mật số 5 là ngừng tìm kiếm các mô hình trong sách giáo khoa. Một vấn đề lớn đó là các trader luôn tìm kiếm các mô hình trong sách giáo khoa và sau đó áp dụng kiến thức sách giáo khoa đó vào các biểu đồ. Hãy tự hỏi bản thân như, tại sao nhiều trader lại thua lỗ? Liệu nó có thể liên quan đến thực tế là tất cả họ đều đọc cùng một cuốn sách, giao dịch cùng một mô hình và nhìn vào các biểu đồ giống nhau? Mình nghĩ là có. Là một trader, bạn cần phải tư duy khác đi. Trading không hoạt động theo cách này và giá là một khái niệm rất rộng. Giá và mô hình thay đổi liên tục. Nếu mọi người đang cố gắng giao dịch theo cùng một cách trên cùng một mô hình, thì những tay to trên thị trường sẽ tận dụng điều đó để có lợi cho họ. Đây có thể là một trong những bí mật hành động giá bị hiểu lầm nhiều nhất. Hãy ngừng tìm kiếm các nguyên tắc và đừng chờ đợi các mô hình được in sẵn trong sách giáo khoa. Hãy đọc cách suy nghĩ và giao dịch như một dân chuyên thực thụ. Ok, để hiểu phân tích giá và hình nến sẽ rất hữu ích nếu như bạn hình dung biến động giá trên thị trường tài chính như một trận chiến giữa phe mua và phe bán. Phe mua suy đoán rằng giá sẽ tăng và đẩy giá lên thông qua các giao dịch mua của họ. Ngược lại, phe bán thì đặt cược vào giá giảm và đẩy giá xuống cùng với sở thích bán của họ. Nếu bên này mạnh hơn bên kia, thị trường tài chính sẽ xuất hiện những xu hướng sau. Nếu có nhiều người mua hơn nhiều người bán, thì người mua sẽ chẳng có bất kỳ ai để khớp lệnh được. Giá sau đó sẽ tăng cho đến khi trở nên cao đến mức người bán một lần nữa thấy đủ hấp dẫn để vào cuộc. Đồng thời, giá cuối cùng quá cao khiến phe mua không thể tiếp tục mua. Tuy nhiên, nếu có nhiều người bán hơn người mua, giá sẽ giảm cho đến khi sự cân bằng được khôi phục và nhiều người mua tham gia vào thị trường hơn. Sự mất cân bằng giữa hai phe càng lớn thì sự chuyển động của thị trường theo một hướng càng nhanh. Tuy nhiên, nếu sự chênh lệch không quá lớn thì giá có xu hướng thay đổi chậm hơn. Khi nhu cầu mua và bán ở trạng thái cân bằng, không có lý do gì để giá thay đổi. Cả hai bên đều hài lòng với mức giá hiện tại và có sự cân bằng trên thị trường. Bạn cần phải ghi nhớ điều này vì bất kỳ phân tích giá nào cũng nhằm mục đích so sánh tỷ lệ sức mạnh của hai bên để đánh giá những người chơi trên thị trường. Bên nào mạnh hơn thì giá sẽ di chuyển theo hướng đó. Trước tiên chúng ta sẽ cùng nói về manh mối là độ dài của đuôi nến nhé. Nếu bạn thấy rất nhiều đuôi nến dài, thì điều đó có nghĩa là sự biến động và không chắc chắn đang tăng lên. Còn nếu bạn thấy đuôi nến nhiều hơn, dài hơn, ở phía trên hay phía dưới thì sao? Những đuôi nến thò ra ở phía dưới thân nến thường báo hiệu sự từ chối và những nỗ lực giảm giá thất bại. Xét về vị trí của thân nến nằm gần đỉnh hay đáy nến hơn? Thân nến gần đỉnh hơn thường báo hiệu áp lực tăng giá. Và cuối cùng là manh mối thân nến. Nến có thân lớn và đuôi nhỏ thường biểu thị nhiều sức mạnh, trong khi nến có thân nhỏ và đuôi nến lớn lại báo hiệu sự do dự nhé. Có nhiều câu hỏi đặt ra rằng liệu thời gian của broker và thời gian đóng cửa của nến có ảnh hưởng nhiều đến hành động giá hay không? Thực ra, nó không tạo ra bất kỳ sự cái biện nào đối với giao dịch tổng thể của bạn. Mặc dù có không thời gian như H4 hay daily trông sẽ khác nhau đối với các broker khác nhau. Hình ảnh trên màn hình cho thấy cùng một thị trường và cùng một khoảng thời gian và cả hai đều là khung H4. Họ đã sử dụng các thời gian đóng cửa khác nhau cho các cây nến của mình và do đó biểu đồ trông hơi khác một chút. Một số manh mối quan trọng ở thị trường bên trái thể hiện không xuất hiện trên biểu đồ bên phải và ngược lại. Vậy, không có thời gian của broker nào là tốt hơn so với broker nào, chỉ là các tín hiệu bạn nhận được sẽ hơi khác nhau. Điểm quan trọng nhất là bạn phải đưa ra các quyết định nhất quán và đừng làm mình bối rối khi thay đổi giữa các nguồn cấp dữ liệu broker khác nhau. Và bí mật cuối cùng trong video ngày hôm nay chính là việc ép chốt lệnh và săn stop loss các trader nghiệp dư. Các bạn biết không, các mô hình hành động giá phổ thông thường rất rõ ràng và nhiều trader tin rằng broker của họ luôn tìm cách săn stop loss của mình vì họ dường như luôn bị stop out mặc dù setup đã rất rõ ràng. Không quá khó để các trader chuyên nghiệp ước tính nơi mà các trader nghiệp dư vào lệnh và đặt dừng lỗ khi mô hình hành động giá hình thành. Việc săn stop loss mà bạn thấy không phải do broker của bạn thực hiện mà bởi những trader có lợi nhuận. Những người chỉ đơn giản là ép những trader nghiệp dư chốt lệnh để tạo ra nhiều thanh khoản hơn. Đây là một trong những bí mật hành động giá có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn cho hiệu suất giao dịch của một trader.
Hầu hết các mẹo trên có thể không được các pro trader coi là bí mật hành động giá, nhưng những trader từ tầm thấp đến tầm trung có thể cải thiện chất lượng giao dịch cũng như cách họ nhìn nhận thị trường một cách đáng kể chỉ với một vài mẹo trong số đó. Nếu các bạn thấy video này hay hoặc hữu ích thì đừng quên like, share và comment là tôi quan tâm để ủng hộ mình cũng như đội ngũ trader Việt. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh thì đừng quên nhấn nút subscribe cũng như hình chuông nhỏ nhỏ bên phải để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình trong tương lai nhé. Và mình là Lê Huệ Trương. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới. Bye bye!